Linh Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đây thì mình đang có một con động cơ là nó 55kW đi các bạn nhìn này. Mình chặt ra mà mình tách ra những cái này nó cứng như đá luôn. Đấy. Ui. Đấy. Siêu cứng luôn nha các bạn nhá. Cái này keo của nó rất là đổ, rất là cứng luôn. Đây những cái này nó cũng không rút được ra luôn này các bạn này. Đấy. Rất cứng, rất chắc mà mình cũng đã thử đóng để đục dây nhưng mà nó không tài nào ra được. Thì hôm nay là mình chia sẻ với các bạn một cái cách mà để mình tháo cái dây đồng ở trong con động cơ ra ấy, để cho nó đơn giản nhé các bạn nhé. Đấy, đơn giản chứ nhiều, mình thấy nhiều anh em là cứ ngồi là hai người hai đầu xong là rút từng sợi rồi một ra ấy. Nhưng mà cái này các bạn nhìn này, đấy ra ngoài như này rồi, đây ra ngoài như này rồi, nó đã cứng như thế này rồi thì là rút từng sợi một nó rất là khó. Thì hôm nay là mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn là cách mà mình lấy dây đồng cháy ra như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy, ok. Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hiện tại bây giờ thì là có rất nhiều người là đang gặp những cái vấn đề về xương khớp này, ví dụ như đau nhức xương khớp, đau thoái hóa khớp này, thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm, đau do viêm đa khớp, rồi là đau do gút ấy mà chữa nhiều nơi rồi mà không khỏi, hoặc là đi uống nhiều loại thuốc tây rồi nhưng mà tình hình bệnh là nó cũng không được thuyên giảm. Thì hôm nay là em giới thiệu các bạn là cái thuốc này là thuốc nam nhé các bạn nhé, được bào chế là 100% từ các thảo dược tự nhiên ở trên trên núi ấy, xong là về là đã sao khô đi rồi, sao chín đi xong nghiền ra rồi các bạn này. Đấy, nghiền nhỏ này thì các bạn là chỉ việc hòa với nước sôi là mình có thể là uống luôn chứ không cần phải đun hay sắc uống gì, hiệu quả nó rất là tốt. Đấy, hôm nay em giới thiệu cái này thì các bạn nếu mà ai mà gặp những cái vấn đề trên mà chữa nhiều nơi không khỏi thì là có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0912 377 591 để được tư vấn và mua thuốc. Và cái thuốc này nhà em thì gửi đi rất là nhiều nơi rồi các bạn này. Đấy, cái này là xã Phước Tân, Tân Hưng, Châu Thành, Long An. Cái này gửi đi Long An nha các bạn nhé. Đấy, gửi đi khắp các tỉnh luôn. Đây, Châu Đức này, Bà Rịa, Vũng Tàu này các bạn này. Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu nhé. Rồi cái này thì là gửi đi Quỳnh Lưu, Nghệ An này các bạn này. Đấy, và bên đây thì là mình... Đây, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa này. Thanh Hóa nha các bạn nhé. Thì hôm nay là em giới thiệu với các bác như thế, nếu mà ai mà đang gặp những cái bệnh như trên ý, mà chữa nhiều nơi không khỏi và uống nhiều loại thuốc tây rồi là thuốc nam hay thuốc đông y rồi mà nó bệnh tình không thuyên giảm thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0912 377 591 để được tư vấn và mua thuốc các bác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của em. Đấy, nếu mà ai gặp đấy thì là có thể alo thì em sẽ ship cho các bạn. Con động cơ 55kW của mình đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó rất là cứng nhá. Cái này thì mình sẽ cho củi vào bên trong mình đốt. Đấy, nền bê tông ở dưới thì các bạn nhớ phải đặt một mảnh sắt vào nhé các bạn nhé. Đấy, cái này thì là chỉ... đàn bà con gái là cũng làm được thôi. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Này mình cũng mới tuyển được em học viên này mới đây này các bạn này. Các bạn nhìn thấy được không? Ngon không? Đấy. Đấy. Em học viên này thì là đến nhà mình học ấy thì là mình thấy rất là chịu khó thì tối mình cho ngủ luôn mấy chủ nha các bạn. Đấy. Các bạn là cứ cho lửa vào bên trong các bạn đốt nhá. Nhiều anh em cứ bảo là thế đốt như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến phe sắt không? Thì mình nói với các bạn này thì là đốt này nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Tại vì là khi con động cơ nó cháy thì nhiệt độ ở bên trong của nó thì nó cũng hàng vài trăm độ cơ. Hàng vài trăm độ cơ. Rất là ấy, rất là nóng. Còn cái lửa này của mình đốt thì nó chỉ hơn trăm độ thôi nhưng mà
khi mình đốt cái lửa này thì là nó có khói thì nó sẽ làm chảy cái keo ra, nó cháy cái keo của mình đi nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình vừa nãy bảo là phải nhớ là để để miếng sắt ở dưới, nhưng mà mình đã để rồi mà cái bê tông nó vẫn nổ như pháo hoa luôn các bạn ạ. Rồi không sao hết, cái này thì là nó nổ bê tông một tí nữa. Không nổ nữa, nổ bê tông một tí thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì cả đâu các bạn nhé. Cái này thì đấy, các bạn thấy không? Ý, như pháo hoa ngày Tết luôn. Đấy, bây giờ lại cứ rút ra thôi. Đấy, cái này là chắc tại mình là đốt lâu quá, tại vì là nó rất cứng thì các bạn thì phải đốt lâu. Nếu mà các bạn thì sợ nó nổ bê tông ấy thì các bạn cứ kê độ mấy tấm tôn lên nhá các bạn nhá, 2-3 tấm tôn khoảng 1 phân lên là nó không nổ. Nhưng cái này mình khi tấm tôn của mình nó bé quá đã phòng rồi. Đấy, cái cách lấy dây đồng của mình ấy là nó rất là đơn giản mà lại còn vui nữa nha các bạn nhá. Đấy, em học viên này thì sợ vãi đái chạy cong đít này. Đúng chưa? Đấy, được rồi, thì bây giờ mình sẽ đấy, cái cách của mình làm thì nó là như vậy nhá các bạn nhá. Thì các bạn xem và tham khảo thêm. Và bây giờ mình cũng sẽ đỡ cái bạn học viên của mình là để mình lấy cái dây đồng ra nhá các bạn nhá. Đấy, hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Nếu mà các bạn thấy những cái clip nó hay hữu ích ý, thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho Linh Motor nhé các bạn nhá. Rồi, bye bye.